Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Phật dạy chúng ta phải tu như thế nào? Nhưng căn bản của căn bản, Phật pháp hay thị pháp không có gì khác nhau. Hiếu thân tôn sư là căn bản của căn bản. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Nếu không có hai nền tảng này, xảy ra vấn đề là phá hoại hết tất cả. Dù quý vị học như thế nào cũng không thể thành tựu, đều là giả. Ngụy trang tốt đến đâu thì cũng là giả, không phải thật. Sẽ có một ngày quý vị bị lộ chân tướng. Đến lúc mọi người nhìn thấu rồi, quý vị không đáng một đồng. Làm người không thể bất hiếu cha mẹ, không thể không tôn trọng thầy. Đức Phật nói rất hay, chúng ta có được thân mạng là nhờ cha mẹ, có được huệ mạng là nhờ thầy. Con người có hai mạng, thân mạng và huệ mạng. Huệ mạng quan trọng hơn thân mạng. Bất hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng, tội nghiệp này đọa vào vô gián địa ngục. Trong tội ngũ nghịch của nhà Phật, thứ nhất là giết mẹ, thứ hai là giết cha, đây là bất hiếu với cha mẹ. Thứ ba là giết A-la-hán, A-la-hán là thầy. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Thứ năm là phá hòa hợp tăng. Phá hoại chánh pháp của tăng đoàn, chướng ngại chánh pháp, phá hoại chánh pháp. Phạm năm nghịch tội này là đọa địa ngục A Tỳ. Nặng nhất trong các tội, ai dám phạm? Người không tin nhân quả dám. Không tin nhân quả. Vấn đề này không phải không tin là không có. Tin thì có, không tin thì không có. Vậy tôi cũng không tin. Nhưng ở đây không tin nó vẫn có. Bất luận là tin hay không tin, đến khi ta mạng chung nó liền xuất hiện, chạy cũng không thoát. Bởi thì không thể không biết điều này. Thường nghĩ đến giáo huấn của Phật, giáo huấn của Thánh Hiền. Địa ngục rất đáng sợ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người sợ khổ địa ngục, họ mới phát tâm Bồ Đề. Chỉ có không tin nhân quả, Phật pháp gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc là không có thiện căn. Họ không tin, họ không sợ.
nhưng đến lúc hối hận cũng không kịp. Ở đây nói rất nhiều thứ thật tướng các pháp, chân tướng. Phật biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết, mười phương Phật cũng biết. Có thể thấy vô lậu thậm thâm mà Đức Phật thành tựu được. Vô lậu chính là chúng ta thường nói lục căn. Ở trong cảnh giới lục trần, không khởi tâm, không động niệm, gọi là vô lậu. Lậu là phiền não, khởi tâm động niệm là có phiền não. Không khởi tâm, không động niệm là thậm thâm. Thậm thâm là rất khó lý giải, nói cũng không cách nào nói được, làm sao có thể khiến người nghe hiểu được. Cho nên đây là pháp vi diệu, không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng, không thể diễn tả bằng lời nói. Pháp này gọi là thấu tột thật tướng các pháp. Thật sự hiểu rõ, thấu triệt, hiểu rõ ràng, chỉ có Phật mới có thể biết được. Thanh văn ức kiếp suy nghĩ đến trí Phật, dùng hết thần lực của họ cũng không thể đo lường được. Thanh văn là tiểu thánh, A-la-hán. Chúng ta cảm thấy thần thông và trí tuệ của A-la-hán rất cao siêu, nhưng thua xa Phật, thua quá xa. Họ là học sinh tiểu học, Phật là lớp tiến sĩ tốt nghiệp. Không thể đo lường được. Như phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa nói, ta và mười phương Phật đều có thể biết được việc này. Pháp này không thể hiển thị. Đây là thật tướng các pháp, không cách nào chỉ thị. Không thể nói, trừ Đại Bồ Tát có tín lực kiên cố, ngoài ra không ai có thể biết được. Đây là nói đến niềm tin. Vấn đề của người thời nay đích thực là do đánh mất lòng tin. Điều này gia tăng thêm mức độ khó vô cùng lớn. Không tin. Ngày nay làm sao để có thể giúp con người tìm lại được lòng tin? Chúng ta mới được cứu. Không tin không cứu được. Tín tâm đầy đủ, nghĩa là đại tâm phàm phu mà trong kinh nói. Họ tin pháp vi diệu thậm thâm Đức Phật nói. Điều này không dễ. Nên trong kinh này chữ then chốt quan trọng, chúng ta tuyệt đối không được sơ suất.